Hello, hello, xin chào các bạn nha. Xin chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc an lành bên người thân nha các bạn. Lại là mình ở đây. Hôm nay mình cũng công việc hàng ngày các bạn. Giờ mình mới thức dậy, giờ cũng buổi sáng, mình ăn sáng rồi mình cũng tiếp tục công việc hàng ngày của mình là đi chăn bò các bạn. Các bạn thấy hôm nay ra sao các bạn? Hôm nay râu mọc nhiều các bạn ơi, râu mọc nhiều nó già các bạn. Các bạn thấy mình có đẹp trai hơn hơn trước không các bạn? Đẹp trai gì tầm này nữa các bạn? Già cả rồi, không có còn đẹp trai nữa các bạn ơi. Thôi giờ mình chuẩn bị ăn sáng rồi mình đi đi ra ra rẫy chân bò các bạn. Mời các bạn ăn sáng cùng mình nha. Ê, thì sáng mình cũng có gì bạn? Sáng mình mua 5.000 bún rồi các bạn. Đi cơm cơm nguội qua tấu nó ăn con các bạn. Thì mình nấu mình mua cái thịt nấu nấu canh nữa mình chan nước bún mình ăn này các bạn. Cũng đơn giản đạm bạc thôi các bạn ơi. Mình ăn rồi mình cũng đi làm công việc hàng ngày. Hôm nay các bạn làm gì? Chắc là cũng công việc hàng ngày hả các bạn? Thì công việc mình chúc các bạn làm một ngày công việc thật là đạt hiệu quả nha. Thì mình ngày nào cũng chăn bò thì cũng có làm gì các bạn. Mời các bạn ăn sáng cùng mình nha. Mời các bạn sáng nha các bạn. Mình ăn cơm xong các bạn ơi. Bây giờ mình cho gà ăn cái các bạn. Thôi giờ mình cũng thay đồ rồi mình cũng đi ra cho bò các bạn. Hôm nay mình chỉ ra mình vào suối mình bắt cá bắt cua rồi mình nướng các bạn, mình nướng cá cua mình nướng nướng chấm với mỡ ớt ăn ngon lắm các bạn. Các bạn theo mình bắt cá bắt cua vào suối bắt cá bắt cua nướng chấm ớt ăn với mình nha. Mình thay đồ xong hết các bạn, giờ chuẩn bị xuất phát thôi các bạn. Các bạn đi theo mình ra đồng trọng bò cua và cá nướng em nha các bạn, vui lắm các bạn ơi. Mình ra trong bò các bạn ơi, bây giờ mình rồi xuống mình bắt cua nha các bạn. Mình bắt cua ra mình nướng cua và cá mình ra mình nướng nướng ăn như mua ớt các bạn, ngon lắm các bạn. Các bạn đi đi vô suối bắt cua với mình bắt cá với mình nha. Được được một con rồi các bạn ơi, được một con rồi các bạn. Bấm bị bóng cho nên nó chạy mất các bạn.
Con nữa, một con nữa. Để cho mình bắt được cái đây các bạn ơi. Cũng là 5 4 5 con, 5 5 con gì các bạn, 5 6 con gì các bạn. Bao nhiêu đây à, được rồi các bạn ơi. Mình giờ mình nướng cua các bạn ơi. Chín được cả các bạn ơi. Bây giờ mình nướng cua chín được các bạn ơi. Bây giờ mình gấp ra các bạn. Mình gấp ra mình chấm ớt mình lên các bạn ơi. Chín được các bạn. Cua các bạn. Cua nướng ớt các bạn ơi. Mời các bạn ăn nghe với mình cho vui nha. Chúng ớt ra các bạn. Hôm nay mình dựa. Giờ ăn trưa các bạn ơi, mình ăn cua với mỡ ớt với đây còn gì nữa, chai nước các bạn, cái bánh các bạn ơi, bánh lá gai các bạn. mời các bạn ăn cua với mình nha các bạn, mời các bạn nha. Ngon các bạn ơi. Ngon các bạn. Ở bên đó các bạn ăn cua với ớt với bánh lá gai nha các bạn. Ăn thêm cái bánh lá gai nữa là no thật kiểu luôn các bạn.
Ra đồng ăn gì cũng ngon hết các bạn ơi. Thôi, thời lượng video mình còn sắp hết các bạn. Một lần nữa xin chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và làm ăn càng ngày càng thành đạt nha các bạn. Mình xin kết thúc video ở đây các bạn. Cuối video các bạn bấm cho mình một cái bấm ủng hộ, đăng ký kênh và một cái nút like nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Kênh mình cũng mới thành lập cho nên cũng ít ai biết đến, các bạn ủng hộ cho mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha.